Cuộc đời giáo hóa của Đức Phật. Chẳng bao lâu, có một đạo sĩ râu ria, mang vác, đi từ hướng Nam đến. Lúc mệt mỏi thì ngồi xuống tảng đá bên vệ đường. Đạo sĩ đến gần chỗ tôn giả La Hầu La. Tôn giả bước đến mỉm cười, đưa bát nước mời đạo sĩ uống. Đạo sĩ uống xong, tôn giả La Hầu La hỏi, này hiền giả từ đâu đến? Đi về phương Bắc có việc gì? Đạo sĩ đáp, thưa Sa Môn, tôi tên là Bát Hana, đạo sĩ ở nước Magaya, đệ tử của tôn sư Udaka Ramaputta, Uất Đầu Lam Phất. Tôn sư của tôi đã qua đời khoảng 14 năm trước. Trước kia, có Sa Môn Gotama cũng theo học với tôn sư của tôi rất thành công, rồi tách ra lập giáo phái riêng. Tôi nghe nói giáo phái của Sa Môn Gotama hiện nay rất hưng thịnh, đồ chúng rất đông. Thậm chí vua Bình Sa của nước Ma Kiệt Đà và vua Ba Tư Nặc của nước Kosala cũng quy y làm đệ tử. Tôi muốn tìm gặp Sa Môn Gotama để cật vấn vài điều. Tại sao Sa Môn Gotama thành công như thế mà chưa một lần trở lại thăm đạo tràng, thăm huynh đệ, chưa bao giờ nhận mình là đệ tử của tôn sư Uất Đầu Lam Phất? Lẽ ra, tất cả đệ tử của Sa Môn Gotama phải biết nguồn gốc đạo giáo của mình là xuất phát từ tôn sư Uất Đầu Lam Phất, để thường xuyên tới lui hành hương chiêm bái chứ. Tôn giả La Hầu La nhẹ nhàng hỏi, hiền giả cho tôi hỏi vài điều nhé. Thế mục tiêu chứng ngộ của tôn sư Uất Đầu Lam Phất đó như thế nào? Này Sa Môn, tôn sư Uất Đầu Lam Phất của chúng tôi dạy thiền định để thanh tịnh nội tâm, chứng được siêu ngã. Phàm phu là những kẻ chấp ngã tầm thường, còn khi có thiền định, hành giả sẽ đạt được cứu cánh siêu ngã, tâm thanh tịnh hư vô, sáng suốt, hàm chứa cả trời đất, bất sinh bất diệt, bất khứ bất lai, chẳng thừa chẳng thiếu, tự đầy đủ, viên dung vô ngại. Tôn giả La Hầu La gật gù hỏi, này hiền giả, thế hiền giả đã chứng ngộ tâm siêu ngã đó chưa? Đạo sĩ Bát Jana đáp, này Sa Môn, chẳng riêng gì tôi mà rất nhiều huynh đệ đồng đạo đều đã chứng được tâm siêu ngã bất sinh bất diệt đó. Thế Sa Môn là đệ tử ai mà nét mặt hiền lành tỏa sáng thế? Tôn giả La Hầu La đáp, này đạo sĩ, tôi là kẻ khất thực La Hầu La, đệ tử của Thế Tôn Gotama, người mà đạo sĩ nãy giờ nói. Đạo sĩ giật bắn người rồi lấy lại bình tĩnh hỏi, này Sa Môn, thật là hạnh duyên, thế tôi có thể hỏi Sa Môn vài điều được không ạ? Hiền giả hãy hỏi theo tâm của mình. Này Sa Môn, lý do gì mà Sa Môn Gotama đã đạt được thành công chứng ngộ ngang bằng với tôn sư mà lại rời bỏ tôn sư ra đi và không bao giờ trở lại? Tôi không muốn gọi Sa Môn Gotama là kẻ vong ân, nhưng tôi cũng muốn biết sự thật. Này hiền giả, sau khi đạt được tâm chứng bằng với đạo sư Uất Đầu Lam Phất, Thế Tôn Gotama có hỏi đạo sư Uất Đầu Lam Phất rằng tâm chứng này còn bản ngã hay đã hết bản ngã? Đạo sư Uất Đầu Lam Phất lúc đó không thể trả lời được. Vì thế, Thế Tôn Gotama đã xin phép rời đi để tìm câu trả lời cho chính mình. Này hiền giả, sau khi rời khỏi đạo sư Uất Đầu Lam Phất, Thế Tôn đã thực hành khổ hạnh yoga suốt 6 năm liền với những tư thế mà không ai trên đại địa này có thể thực hành được, nhưng cũng không tìm ra được câu trả lời về bản ngã đó. Sau đó, Thế Tôn Gotama đã quyết định từ bỏ con đường khổ hạnh để trở lại con đường thiền định. Thế Tôn Gotama đã nhập định suốt 49 ngày, nhập định rất sâu, vượt hết các lớp tâm thức, cuối cùng thoát khỏi hoàn toàn ngã chấp để trở thành bậc chánh đẳng, chánh giác với đầy đủ tam minh lục thông. Này hiền giả, với tâm thanh tịnh cực độ không còn ngã chấp, Thế Tôn Gotama nhớ lại được vô lượng kiếp của mình với từng chi tiết nhỏ. Mỗi kiếp có tên gì, cha mẹ là ai, đã làm hạnh nghiệp gì. Như thế, Thế Tôn chứng ngộ túc mạng minh. Này hiền giả, với tâm thanh tịnh cực độ không còn ngã chấp, Thế Tôn Gotama có thể quan sát sự lưu chuyển của chúng sinh trong tam giới, giống như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, nhìn thấy mọi người qua lại. Thế Tôn đã nhìn thấy tất cả chúng sinh tái sinh theo hạnh nghiệp của chính mình.
người tạo nghiệp gì thì sẽ sinh về đâu, không có chút nhầm lẫn. Như thế, Thế Tôn Gotama chứng được thiên nhãn minh. Này hiền giả, với tâm thanh tịnh cực độ, không còn chấp ngã, Thế Tôn Gotama thấy được chân lý tột cùng của pháp giới vũ trụ, đó là tứ diệu đế, đó là chân lý về khổ, nguyên nhân của khổ, niết bàn hết khổ và đường đi đến niết bàn hết khổ. Như thế, Thế Tôn Gotama chứng được lậu tận minh. Này hiền giả, dù cho cảnh giới tâm chứng các ông có đặc biệt đến đâu đi nữa, dù cho các ông có lý luận rằng cái tâm chứng đó là siêu việt, tuyệt đối bao la, tức trời gì đi nữa, dù cho các ông có diễn tả trạng thái đó siêu việt như thế nào đi nữa, thì cái tâm chứng đó vẫn chưa thoát khỏi ngã chấp. Khi nào các ông còn phúc thì tâm chứng đó còn tồn tại, thậm chí tồn tại cả nghìn năm. Nhưng một khi các ông đã hết phúc rồi thì cái tâm chứng đó sẽ biến mất, các ông sẽ phải trở lại trạng thái phàm phu tầm thường như cũ, thậm chí có khi còn bệnh hoạn hơn kẻ phàm phu nữa. Là do lúc ở trong trạng thái tâm chứng đó, các ông đã tự hào khen ngợi chính mình quá nhiều. Hơn 14 năm giáo hóa, Thế Tôn Gotama đã độ cho rất nhiều tỳ kheo, cũng chứng đạt quả vị A-la-hán giải thoát không còn chấp ngã như thế. Đạo sĩ sững người không nói nên lời, rồi nước mắt lã chả tuôn rơi. Thưa Sa Môn La Hầu La, đến tuổi này tôi mới nghe được những lời đạo lý thế này, nhưng cũng may là còn nghe được. Tôi sẽ về nói lại cho các huynh đệ đồng đạo của mình cùng biết. Rồi đạo sĩ Ba Giác Na quỳ lại về phương Bắc ba lại và nói: Con xin quy y Thế Tôn Gotama, con xin quy y chánh pháp của Thế Tôn Gotama, con xin quy y các thánh đệ tử của Thế Tôn Gotama. Đạo sĩ Ba Giác Na nói: Thưa hiền giả tỳ kheo La Hầu La, đây đúng là điều tôi thắc mắc bấy lâu. Rất nhiều huynh đệ của tôi tu đạt đến cảnh giới thanh tịnh, nhưng một thời gian sau bị mất trạng thái thanh tịnh đó, rồi bị bệnh, thân vất vả khổ sở. Hôm nay tôi đã vỡ ra. Đúng là chúng tôi cứ tự khen trạng thái tâm chứng của mình là tuyệt đối, là bao la, là không thể so sánh. Nhưng rõ ràng ai cũng còn chấp ngã, càng tự khen mình thì lại càng mắc quả báo đổ vỡ về sau. Tôn giả La Hầu La chỉ tay về khóm cây bên đường ở xa xa và nói: Này hiền giả, đằng kia có căn nhà, chúng ta hãy đến đó nghỉ ngơi ăn uống cho đỡ mệt. Đạo sĩ nhìn theo ngón tay của tôn giả La Hầu La và nhìn thấy một căn nhà hiện ra ấm cúng. Cả hai đi về căn nhà đó, bên trong có các gia chủ chạy ra tiếp đón ân cần, mời mọc cúng dường và sắp chỗ cho hai vị nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm sau, tôn giả La Hầu La và đạo sĩ Ba Giác Na ngồi uống nước nói chuyện trên chiếc bàn gỗ. Thưa hiền giả La Hầu La, cả đêm tôi suy tư về điều này, ngồi thiền rồi nằm nghỉ mà thao thức không ngủ được. Khi nhập được thiền định, tâm rất thanh tịnh, có được một số thần thông, trí tuệ sáng suốt. Đến như thế thì ai còn có thể biết rằng vẫn chưa hết chấp ngã, nên cần phải tiến tu để được vô ngã. Cái con người mà đạt đến chỗ siêu ngã phi diệu đó rồi mà vẫn chưa chấp nhận để lên đường đi tìm chỗ cứu cánh xa xôi hơn, con người đó không phải là bình thường, đó là người đến từ cõi cao siêu màu nhiệm. Thưa hiền giả La Hầu La, càng suy nghĩ tôi càng kính phục Thế Tôn Gotama, người đã có trí tuệ nhìn ra chỗ bế tắc của siêu ngã rồi đi tìm cái vô ngã cho chúng sinh. Nhưng rồi tôi lại lo lắng nếu sau này Thế Tôn Gotama nhập diệt, các vị thánh đệ tử cũng ra đi, thì các đời sau ai còn có thể tìm thấy mục tiêu vô ngã cao quý này, hay là mọi người sẽ quay lại cái siêu ngã mà chúng tôi đang mắc kẹt mà cứ tưởng mình cao siêu tối thượng. Tôn giả La Hầu La khen: Này hiền giả Ba Giác Na, hiền giả rất là trí tuệ khi lo lắng điều đó. Quả thực chỉ cần nghìn năm nữa thì số người có thể hướng về mục tiêu vô ngã sẽ chẳng còn được mấy. Lúc đó, ngoài những chúng sinh phàm phu đắm chìm trong tham sân si, có một số người ưa thích tu hành, tâm linh sẽ phân ra thành bốn loại. Loại thứ nhất là đặt niềm tin vào thần thánh trên cao để cầu mong cứu độ, chứ không tin rằng mình có thể tu hành để thay đổi số phận. Loại thứ hai là có xoay sở để tu hành nhưng không thích tu thiền, không biết tu thiền, nên tạo ra một số lối tu gì đó mà không cần phải ngồi thiền mà vẫn hứa hẹn kết quả phi thường. Loại thứ ba
là có tu thiền, nhưng tất cả tâm ý chỉ tìm kiếm siêu ngã là hết. Họ sẽ đứng ngang chỗ siêu ngã này để tự ca ngợi, cao siêu tối thượng. Càng ca ngợi chút tâm thanh tịnh đó thì họ càng bị tổn phước, dễ bị đọa lạc hiện đời và những đời sau. Loại thứ tư là có tu thiền nhưng không hiểu về nội tâm thanh tịnh, cũng không quan tâm đến siêu ngã mà chỉ quan tâm đến chú thuật quyền năng, mong có năng lực để chiêu dụ đồ chúng chứ không còn mục tiêu giải thoát nữa. Này hiền giả, chỉ chúng sinh nào có thiện căn đặc biệt mới có thể tìm được kinh văn của Thế Tôn mà khám phá lại mục tiêu vô ngã. Người như thế sẽ hiểu ngộ ra rằng dù tu thiền có được tịnh tâm đến đâu vẫn không dừng lại tự mãn, phải quyết đi cho đến mục tiêu vô ngã thì mới đúng là chánh pháp của Thế Tôn. Đạo sĩ Bajatna nói: Thưa hiền giả La Hầu La, tôi xin phép lên đường đi đến Savatthi Tinh Xá Kỳ Viên để đảnh lễ Thế Tôn Gotama, rồi sẽ quay lại đạo tràng ở gần Tây Vương Xá chỗ các huynh đệ để giải thích cho họ biết về chánh pháp vô ngã của Thế Tôn. Tôi xin được rời đi trước. Hiền giả cứ tùy nghi làm việc của mình. Hai vị chắp tay chào nhau. Tôn giả La Hầu La cũng biến mất vào hư không. Căn nhà kia cũng tan biến theo sương khói. Trích từ bộ truyện tranh Đỉnh Núi Tuyết do tiến sĩ luật học Thượng Tọa Thích Chân Quang chủ biên.